Bạn có dự định đi du học nhưng đang băn khoăn điểm đến du học của mình, thì New Zealand những năm gần đây nổi lên là một địa điểm du học hấp dẫn với tỷ lệ visa cao và chính sách cạnh tranh của các trường đại học để khuyến khích sinh viên quốc tế. Thì chính vì điều này, hôm nay Tân Đại Dương xin giới thiệu đến các bạn thông tin về trường đại học University of Auckland. Thì thứ nhất, thì trường được thành lập vào năm 1883, là một trường đại học rộng lớn nhất so với hơn 38.500 sinh viên, gần 10.000 sinh viên trong số là tốt nghiệp hàng năm. Thì trường được tòa lạc ngay thành phố Auckland, trung tâm kinh tế và văn hóa lớn nhất của đất nước. Thì là trường New Zealand duy nhất nằm trong nhóm Universitas 21, nhóm các trường đại học lớn và uy tín toàn cầu. Thì trường kinh doanh Auckland là nằm ở New Zealand đầu tiên được công nhận bởi ba hiệp hội của các học quản lý và kinh doanh hàng đầu thế giới. Thì trường được nằm trong nhóm 200 trường đại học tốt nhất thế giới và là trường xếp hạng nhất ở New Zealand. Về các chương trình học thì trường cung cấp các chương trình học dành cho cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ về kinh doanh, kế toán, kinh tế, hệ thống thông tin, marketing, v.v. Giáo dục bao gồm các mầm non, tiểu học và trung học, giảng dạy, công tác xã hội. Về kỹ thuật thì bao gồm y sinh, điện tử, cơ điện. Về đối với học phí thì học phí cho các chương trình đại học năm 2012 là về chương trình cử nhân, nghiên cứu và kiến trúc, mức học phí là khoảng 24.000 đô Canada cho đến 30.000 đô Canada, thời gian học là từ 3 cho đến 6 năm, tùy theo từng chuyên ngành. Về cử nhân thì cử nhân nghệ thuật trừ các khóa học thực hành dựa trên cơ sở khoa học thì mức học phí từ khoảng 24.000 từ 3 cho đến 6 năm. Thì các thông tin trên chi phí mà tôi vừa nói trên cho các bạn là chỉ mang tính chất tham khảo. Nếu như các bạn muốn biết thì các bạn có thể truy cập vào website tandaiduong.edu.vn để hiểu rõ hơn. Về thời gian học thì đối với năm 2012, kỳ nhập học là ngày 27 tháng 2 và ngày 16, kỳ thứ nhất là ngày 27 tháng 2, kỳ thứ hai là ngày 16 tháng 7. Và sau đại học thì các môn học của bạn là tất cả đều phải là 6 chấm và yêu cầu là TOEFL là 575. Về các dịch vụ hỗ trợ sinh viên là sinh viên quốc tế đến với Auckland lần đầu tiên thì các bạn sẽ được đón tại sân bay và chờ và hỗ trợ cho các bạn về chỗ ở. Nếu như sinh viên quốc tế đủ điều kiện để nhận được dịch vụ miễn phí thì bạn sẽ nhận được mẫu đơn xin vận chuyển hành lý cho sinh viên từ quốc tế cho đến Auckland. Thì bộ phận hỗ trợ sinh viên sẽ giúp bạn tìm chỗ ở. Bạn có thể ở ký túc xá của trường hoặc là xung quanh gần trường, hoặc các bạn có thể ở với nhà người bản xứ. Tuy nhiên, nếu bạn cần thời gian để tìm chỗ ở lâu dài thì có thể ở tại ký túc xá lưu trú tạm một thời gian, sau đó các bạn sẽ chuyển đi nơi khác. Và để biết thêm thông tin chi tiết và cũng như là nắm rõ hơn về trường, các trường tại New Zealand thì các bạn có thể vui lòng liên hệ với công ty Tân Đại Dương vào giờ hành chính. Địa chỉ là 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc điện thoại liên lạc là 0838484879. Xin cảm ơn.